Cả nhà nha. Đầu video thì Hai Lúa cũng gửi lời cảm ơn một chút sức khỏe các bạn, anh chị em, cô bác trên mọi miền đất nước đang theo dõi video của Hai Lúa. Chúc một ngày tốt đẹp thành công nhất nha. Thì hôm nay em tiếp tục cuộc hành trình theo chân du khỉ cưa cây bồ đề nha quý vị. Thì mời quý vị các bạn anh chị em đón xem nha. Thì giờ anh Tùng đang ở trên cây rồi. Anh đang chằn mấy cọng dây. Chuẩn bị cưa. Anh đang chèo ra cuộc thêm một cọng ở ngoài nữa. Đang cuộc cọng trong rồi, giờ ra thêm cọng ngoài nữa là được 2 cọng. Anh chèo ra tút ra ngoài luôn. Anh đang chở vô lại. Tụt xuống. Mấy anh em đang ở cuộc cọng dây vô cây nè, đang xả từ từ ra. Qua trời nhánh nó to rồi. Thầy đang lại nắm dây tiếp nữa. Anh Dân đang nắm cái đọc kéo ra. Ồ, thầy chạy ra kéo luôn, kéo tiếp luôn. Quá trời cái nhánh nó dài quý vị ơi. Cả chục mét đấy. Ồ. Nó bị gãy ngay nhánh đây. Dân đang thảy cọng dây lên để kéo cái đầu ra. Thôi súng súng nhau kéo ở đây đi. Kéo cái đầu gịch ra được rồi. Kéo này đó, được rồi. Cái đầu gịch ngang ở đây nè. Ờ, cuốn đi, cuốn đi. Trời ơi, nó có nặng nhọc gì đâu, cuốn dịch. Có thẳng ở đây nữa đây. Được sao luôn. Ồ, con ông thầy, ông dịnh chịu cái đọc đây kìa. Rồi an toàn xuống đất. Quá trời cái nhánh nó dài nè. Từ đầu này dài tới ngay luôn. Hết sức cái nhánh nó bự. Ồ, Hủ đang kéo dây xuống để cỡ ra. Bây giờ Tùng đang chèo lên trên nè.
Rồi hai cái bắt ra đi. Cái gì khó lắm. Anh bắt qua anh đi dâu vậy đó đi. Anh Tụng đang cuột dây cái nhánh nhỏ mình đó. Hai nhánh đó cũng thấy dưới thì mình thấy nó nhỏ chứ thật ra nó rất là to luôn đó quý vị. Đó, gươm lên thấy không quý vị, thấy không? Tột banh kia luôn. Rồi rồi nghiền đó. Wow. Một nhánh. Rồi nó mắc cái trên kia rồi. Đang bị mắc cái kẻ trên kia. Nó đang xả xuống á. Ồ, đang gỉ rồi. Đó. Lắc lắc. Ồ, giống như đưa giỏng rồi. Cái dây đó đó nè. Quấn vô cái sọt chủ đó, mò hàng gạo đó, quấn vô cua. Rồi. Rồi tích 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 hoài vô. Rồi đó thịt không có nhào đâu, cái nhào đâu là vô con Phật. Đang cột vô cây cột hàng gào luôn. Ô thầy đang nghịch rồi. Wow, thầy nghịch đung đưa đưa kìa. Đó đang xả xuống. Không ăn thua gì. Đang bị mắc kẹt đó. Đổi chỗ qua bên kia kéo rồi quý vị. Ô. Rất khá là gây cấn với cái nhánh này. Wow, được rồi. Oh, nó dài tới luôn rồi. Vừa tới luôn. Nhánh khá là dài luôn. Rất là dài luôn nè. Chú Ba đang bên kia đang xả dây xuống. Đang xuống. Rồi. Cái ngọn đã xuống đất rồi. Rồi giả ra an toàn luôn. Rất hay. Rồi an toàn. Quý vị, giờ anh Tùng sẽ dứt một nhánh đó là khá là to luôn nha quý vị. Rồi. Quá trời, nó ngã vung kinh cả cái cây bồ đề luôn. Dữ dằn thiệt chứ. Hít biết cái nhanh. Dân đang lại để kéo ra. Có thầy lại tiếp kéo ra nữa kìa quý vị.
rồi an toàn xuống đất. Rồi, tiếp tục trở lại với anh Tùng thì anh đang ở chỗ anh chuẩn bị dây để cuột nha, vì chỉ chờ anh Dân mở con dây ra thì anh sẽ cuột dây vào bắt đầu hạ tiếp mấy nhánh còn lại nha. Còn nhánh còn lại khá là những nhánh to không, to tổ bố không á, rất là to. Anh Tùng đang cột con dây trên cái nhánh này. Rồi. Nhánh này nhỏ. Ồ, có nhánh nhỏ này rất nhiều nhánh nhánh khô luôn. Gớt nó giặt nó mới khô bụng dữ lắm á. Rồi từ từ cho thầm dây trước chút nữa rồi coi. Dây đi coi. Dạ. Đó đó. Đó xuống á. Wow. Đó, nhánh khô gớt. Ồ ồ. Rồi. Xuống luôn. Xuống đi. Dây này bắt nổi rồi. Leo lên. Rồi, xuống tới mặt đất, gần tới mặt đất rồi. Anh bu lại đi, anh bu lại đi, anh bu lại đi, bu đi, bu đi anh luôn. Bu bu anh bu. Rồi, xuống đất. Trở lại với anh Tùng thì anh đang chuẩn bị cuộc dây nữa nha. Ở trên tay cái gì vậy? Đang cuộc cái nhánh khá là cao luôn. Trời, nhánh này rớt phê lắm nè. Dừng khi nó xuống đất nó mới bự. Bây giờ trên cây giờ rất là nhỏ. Hả? Rồi rồi xuống đó. Rồi. Rồi, rồi, nó vô. Cái nạn của gì vậy? Nó treo lên không? Không. Cái đó là khó chơi xe. Xuống được rồi. Rồi, muốn rồi, gì? Rồi. Ra được rồi. Cho bây giờ đứng chưa rồi, 11 rưỡi chưa rồi, không được tỏ ánh sáng mấy. Ê, cái nhánh nó cắt xuống dưới luôn á anh Tùng. Đây, 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 đây. Đó. Cái nhánh đó đó. Nhánh đang ôm hả? Còn đây nhánh là anh đang cắt á. Nó cắt xuống dưới luôn á. Nhánh mới cắt ở trên á. Cắt bớt đi, nhiều người cắt chia ra. Ừ. Rồi, an toàn. Kinh khủng. Ô ô. Ba cái củi khô nó rớt quá trời luôn. Quá dữ.
đang thả lần lần xuống. Wow, xuống rồi. Sắp tới đất rồi. Thì hôm nay cái máy cày bận đi công chuyện rồi, cho nên cắt bỏ tùm lum dưới này chưa. Máy cày chưa lại để kéo được quý vị ơi. Quá trời bỏ đầy xăng hết trơn rồi. Anh Tùng đang tiếp tục trèo lên trên để cuộc nhánh. Bây giờ khá là gió luôn, gió rất mạnh. Anh đang cuộc cái nhánh đó khá là to. Bỏ cái nhánh đó đó, rất là to luôn. 11 giờ mấy rồi quý vị ơi, còn 12 giờ luôn rồi. Thì chắc có thể anh Tùng cưa nhánh này nữa, có thể anh xuống. Thì để coi anh Tùng sẽ cắt luôn hay là anh sẽ nghỉ đây. Vậy là anh cưa nhánh nhỏ bên đây trước rồi. Nhánh này rớt khá là giặt á. Anh đang đứng tránh xa ra. Cắt rồi, đứng dấu dối cắt. Xuống đó. Wow. Woo. Oh, có giặt chưa? Quá trời luôn rồi. Hết sức cái nhánh. Nhìn nó to rồi. Nó đang bị vướng một cái nhánh ở dưới đó, cho nên anh xuống anh đang cắt bỏ, anh đi cho hạ xuống đó. Vậy là có thể thả xuống được rồi đó. Có thể anh Tùng xuống để đẩy ra luôn á. Anh đang cột thêm một cọng dây vô, cọng dây kia để giục xuống cho mấy anh em ở dưới kéo gịch cái đầu ra. Anh đang lấy cọng dây ra.
đó 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 đó, xuống đó, xuống đó quý vị, đó. Đó đó, rồi qua rồi, qua khỏi cái cây bự đó rồi. Giờ đi xéo quá xa thì nào nó mạnh thì kéo được, đi kéo xuống cho phải kéo ngang không? Xa thì nào nó mới ngang, ngang thì đấy, chúng ta kéo vậy là kéo rồi, xuống. Rồi kỹ luôn nha, cho mày cái nhà thì đừng thật nha. Quên, quấn cái gì đi, quấn vô cái cây tượng đó đằng đó đi, quấn cái tượng đi. Anh Tùng sợ cái nhánh nó dài quá, xuống với tượng Phật với chỗ Bà Bồ Tát với Phật Tổ đang ngồi bên kia quý vị. Nhìn, nó rất là dài luôn. Nó phải cuộc dây chì lại trước thì để sức người sẽ không nghịch lại cái nhánh này. Khá là gầy cấn với cái nhánh này. Đó. Cái đừng có chặt lại cái chỗ đó, nó mới mạnh. Lại là cái chỗ đó luôn. Lại chỗ hàng cào á. Thầy thầy lại cái lúc thầy đứng cái thầy. Đó lại là chỗ đó á. Ừ đó, lại đang nó xéo ra chứ gần mình xin cái đây cái nữa à. Rồi cái là quấn vô liền nha. Nè. Dạ miếng em ba. Sao kéo nó không thấy nhúc nhích luôn à? Đó, 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 đó. Xuống, cần xuống rồi đó. Mình đang mắc cái chỗ bên đây nè. Đó. Ồ, vung ginh cái cây luôn. Ồ, mấy anh em đang kéo khí thế luôn kìa. Anh Tùng thì đang tụt xuống. Ồ, anh Tùng rất là hay luôn, nói rất đúng luôn. Nhánh khá là to luôn, rất là bự. Đó, 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 xuống, đó, xuống. Rồi, vậy là nhánh này xuống.